Chương trình này được bảo trợ bởi Tổ học Luật sư Linh Đan Anh Ly 1 848 9145 Gọi ngay Mangotools 866-435-9746 để có vé máy bay giáo ưu đại đến Việt Nam. Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. 888-880-8345 Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Leader Saigon TV. Xin chào Lê Thái. Dạ vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến chị Ngọc Lan dạ vâng. Ngày hôm nay là ngày thứ năm, à, 7 tây tháng 11. Ngày hôm nay thì sáng nay đi thấy vẫn còn có cái hơi hướng gió lạnh nhưng mà không bằng ngày hôm qua. Hôm qua sáng ngày thứ tư à, cho đến buổi chiều luôn thì gió Santa thấy thổi thổi quá mạnh, à, vừa gió vừa lạnh rồi cảm thêm nữa cái mùa này là cảm cúm là nghe giọng của Lê Thái là sụp sùi sụp sùi rồi Lê Thái có cảm nhận được cái gió Santa Ana. dạ vâng khi mà thường thường mà đến cái mùa mà gió Santa Ana, thưa quý vị thì Lê Thái là người rất là bị dễ bị allergy với lại những cái thời tiết như thế thành ra là bị sổ mũi liên tục luôn tuần vừa rồi em cũng nhớ là khi mà gặp chị Ngọc Lan chị Ngọc Lan cũng nói em sao hôm nay sụp sịt sụp sịt hôm nay lại sụp sịt tiếp thưa quý vị à, nói về gió Santa Ana, vào sáng ngày hôm qua thì cơ quan thời tiết quốc gia à, cũng đã ban hành những cái lệnh cảnh báo và khẩn cấp vì cái sự kết hợp bất ổn của những cái không khí khô và gió Santa Ana nó rất là mạnh thưa quý vị và nó tạo ra một những cái điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt à, gió thổi mạnh và nó gây ra những cái đám cháy cực kỳ nguy hiểm ở miền Nam California từ đầu giờ trưa ngày hôm qua à, theo trung tâm dự báo bão thưa quý vị thì những cái cơn uh, những cái uh, cơn gió này nó làm cho bùng phát những cái nguy cơ cháy cực kỳ nghiêm trọng và cái mức cao nhất trong thang đo và đang có hiệu lực đối với một số khu vực ở quận Los Angeles quận Ventura vào trưa ngày hôm qua ngày thứ tư. Và các nhà dự báo người ta cho biết đây là một trong những cái mối đe dọa cháy rừng nghiêm trọng nhất mà California phải đối mặt chứng kiến kể từ mùa cháy rừng vào năm 2020. Và thêm một cái báo động đỏ nữa là những cái khu vực cháy rừng này rất là nghiêm trọng và sẽ kéo dài cho đến hết ngày hôm nay. Báo động đỏ vẫn sẽ tiếp tục cho đến hết ngày hôm nay một số cái khu mà có nguy cơ cháy nghiêm trọng rộng hơn bao gồm một số khu vực ở phía bắc ở California và một cái phần lớn ở nam California À, trong khi đó thì những cái cơ quan quan chức người ta đang cảnh báo rằng là cái điều kiện như thế này thì chúng ta những cái người dân chúng ta nên nhớ là ở trong nhà là cái, là tốt nhất khi mà chúng ta không có làm cái gì ở ngoài trời đó thì tốt nhất là ở trong nhà và đóng các cửa lại và cũng có kiểm tra cây cối này nọ và khi mà có những cái gì mà hiện tượng mà cháy âm ỉ nhỏ nhỏ đó thì báo ngay với những những cái cơ quan hôm nay quanh quanh gần nhất để mà những cái lực lượng mà cơ quan chức năng người ta có thể người ta can thiệp kịp thời để mà dập chắc những, dập tắt những cái đám cháy nhỏ lẻ trước hội sau đó thì hiện nay thì đám cháy nó vẫn còn đang lan rất là rộng thưa quý vị kể từ uh, 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm qua thì quận Ventura uh, rất là nhiều đài truyền hình người ta cũng đã lấy về cái thông tin về những cái đám cháy và chắc chắn là chị Ngọc Lan cũng sẽ cập nhật những cái đám cháy tiếp theo nó đang lan rộng ở những cái quận uh, kế tiếp của cũng khu vực quanh ở Nam California đúng không chị Lan đúng như vậy ngày hôm qua gió quá mà mỗi lần mà gió như vậy thì người ta lại báo động là coi chừng sẽ có đám cháy uh, ngay hôm uh... Thứ hai thì trong chương trình cà phê sáng Ngọc Lan cũng đã có nói là ở Los Angeles họ cũng đã đưa ra nhiều cái cảnh báo, nhiều khu vực họ báo động rằng là gió sẽ thổi mạnh lúc nào được những cái báo động đó ra làm sao. Ngày hôm qua thì khoảng 9 giờ rưỡi sáng thì một cái đám cháy bắt đầu nó bừng lên ở Malibu dọc theo cái con đường Malibu Canyon rồi gần cái trường đại học Pepperdine nó tiêu rụi khoảng 50 mẫu anh rồi và cho đến hồi chiều ngày hôm qua đó thì họ mới nói là họ dập tắt được khoảng 60% cái đám cháy này thôi. À, đến giờ này thì vẫn chưa có cái báo cáo nào liên quan đến những cái thương vong cho người, nhưng mà có ít nhất là hai ngôi nhà ở khu vực này đã bị cháy trụi. Uhm, nhiều cái cứ cứ mỗi năm như vậy á, thì người ta lại thấy những cái đám cháy này hình ảnh tin tức từ các đài như là KTLA hay là NBC 7 họ cũng đưa lên để cho thấy được cái cái trận cuồng phong đó ra làm sao. À, quý vị ngày hôm qua cũng nhớ trong chương trình cà phê sáng lúc làm la cũng nói trời ơi, gió Santa Ana đánh nổi lên ngồi trong phòng mà cũng nghe cái tiếng gió rầm 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 rồi đến chiều thì càng lúc nó càng mạnh hơn à, không chỉ ở Malibu có những cháy như vậy rồi người ta thông báo rằng là mọi người phải chú ý đến những cái tín hiệu người ta sẽ đưa ra có thể là có những khu vực cần phải di tản rồi có những cái khu vực nào đóng đường vân vân thì có rất là nhiều thứ thì người ta phải thông báo đến mọi người rồi cũng sáng ngày hôm qua đó sáng sớm ngày hôm qua thì ở khu vực Lido Sài Gòn này đã có nguyên một cái giải những cái cơ sở thương mại ở trên đường Brookhurst rút hết mà khoảng giữa đường đường trust á, thì quý vị thấy là um, sáng sớm thì người ta nhìn thấy cái cảnh tượng là khoảng 10 cái tiệm ở đây khá là quen thuộc với cộng đồng Việt Nam đã bị cháy trụi rồi đây là những cái hình ảnh mà bên nhật báo người Việt người ta chụp được những cái tiệm ví dụ là như là ma nè hay là bún bò mỡ lan đây là những cái chỗ mà trong chương trình trò chuyện cùng lý Đồ Sài Gòn TV chúng tôi cũng đã đến đây để mà làm những cái phóng sự ngay chỗ này rồi nhiều cái tiệm liên liên tục ở đây à, nó nó cháy rụi mà người ta chưa biết cái lý do như thế nào hết à, tin tức của bên khi mà hỏi ở bên nhân viên sở cứu hỏa Orange County thì họ nói là vẫn đang còn điều tra đến cái này là nó bắt đầu cháy lâu từ giữa đêm. Những người mà dân ở xung quanh thì họ cho biết rằng là ờ, từ họ nghe tiếng xe cứu hỏa rầm 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 ở đó, rồi ở trên mạng xã hội S của bên Orange County Department đó, thì họ cũng cho biết là đến khoảng 5 giờ sáng thì huy động một cái lực lượng lính cứu hỏa khá là lớn đến đây để mà dập tắt mặt đây là đám cháy cũng chưa biết là vì sao nhưng mà nhìn cái hình ảnh á thì cháy rụi hết. À, chúng tôi có thử liên lạc với lại chủ nhân của tiệm Majusi để hỏi thêm về lý do tại sao đám cháy này nhưng mà chủ nhân thì đã out of town không có ở ngay tại Hoa Kỳ cho nên cũng không có hỏi được thêm chi tiết. Oh tình trạng cháy như thế này thì chúng ta không biết là trong ngày hôm nay thì những cái nhân viên những lực lượng cứu hỏa ở California có thể là dập tắt hay không? Nhưng với tình trạng này thì chúng ta thấy rằng là cứ California phải đối mặt với rất là nhiều cái vấn đề, nhất là hạn kháng là một, gió Santana và những cái khu vực mà bị hỏa hoạn trong vài tuần qua đã bị rồi. Thì bây giờ thêm gió Santana nữa nó sẽ đẩy cái tình trạng này càng ngày càng rất là tệ, tồi tệ thêm thưa quý vị. À, nói đến uh, kỳ nghỉ lễ, những cái ngày lễ cuối năm trong năm thì chúng ta đổi cái không khí chút xíu vào buổi <laughs> sáng ngày hôm nay. Lễ Thanksgiving rồi Christmas đang uh, đến rất là gần. À, nói đến Thanksgiving thì chắc chắn là chúng ta không thể nào không nhắc đến cái con gà Tây à, Một trong những cái con vật mà nó rất là sợ con người vào mỗi cái dịp lễ Thanksgiving Khi nói về cái dịp lễ này thì gà Tây là một trong những cái con mà bị giết nhiều nhất thưa quý vị à, Năm nay chúng ta sẽ chứng kiến cái giá gà Tây như thế nào à, Theo những cái chuyên gia là ông David Anderson là tiến sĩ và là nhà kinh tế học mở rộng à, Giáo sư tại trường khoa kinh tế nông nghiệp ở trường học Texas Ông nói rằng là người tiêu dùng của chúng ta năm nay sẽ thấy là giá gà Tây có thể là sẽ tăng nhẹ trong những ngày trước lễ tạ ơn. Và thường ông cho nói ông biết ông cho biết rằng là thường là giá gà mà nguyên con đó để dùng trang trí trong cái bàn tiệc hay là trong cái party ngày lễ Thanksgiving trong những kỳ nghỉ lễ đó nó thấp hơn mức trung bình năm nay và giá bán cho những cái con gà mái nặng từ cho 8 cho đến 16 pound là 99 cent cho một pound. À, và có thể là vào những cái tuần gần, có nghĩa là vào tuần này hoặc là vào tuần sau thì chúng ta sẽ thấy là cái giá gà tây nó sẽ tăng mạnh. Nó dao động từ là 1 đô 12 cent cho đến là một đô 23 cent tùy theo cái khu vực và tùy theo những cái hãng gà mà người ta đưa ra cái giá như vậy. Và hiện nay ông cho biết rằng là tác động của những cái nhà sản xuất đến giá gà tây nó ảm đạm đối với những cái nhà sản xuất tiếp tục nó gây ra những cái tình trạng là Uh, chi phí đầu vào nó cũng tăng, rồi uh, chi phí dành cho nhân công cũng tăng cao hơn trong những năm ngoái nó góp phần làm cho giảm cái sản lượng gà tây. Năm nay thành ra nó đẩy cái giá gà tây sẽ cao hơn một chút xíu so với năm ngoái nhưng bình quân uh, trung bình ở thì nó cũng đã xem xem thôi. Nó bắt hơn mấy chục xem thôi thưa quý vị. Và một cái báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy rằng là năm nay sản lượng gà tây nó cũng sẽ giảm hơn 6% so với cùng giai đoạn của năm ngoái. Và cái sự mà sụt giảm này á, nó liên quan đến giá cả vì cúm gia cầm và một số loại virus nó mới trội lên trong 2 năm qua, đó là một cái bệnh viêm phổi mới. Nó xuất hiện cho những cái đàn gia cầm ở khắp ở miền Tây và miền Trung Tây của Hoa Kỳ. Nó ảnh hưởng đến những cái khu vực mà người ta chăn nuôi những cái con gà Tây này, à, làm giảm đi cái tổng sản lượng những cái con gà con và những cái con gà trung trung đó. khi mà con những con gà lớn lên khoảng chừng khoảng 3 đến 4 tuần đó thì những cái virus này là nó tấn công những cái con gà con đó rất là mạnh thành ra những cái sản lượng mà gà khi mà gà nó cung cấp ra thị trường năm nay nó giảm là do số lượng gà con nó bị chết thường thì người ta nói rằng tính đến tháng 8 mỗi năm đó, thì số lượng gà nó sẽ tăng lên rất là cao tại vì khi đó là người ta bắt đầu người ta chuẩn bị cho xuất xưởng xuất ra những cái con gà Ờ, từ 8 cho đến 16 pound rồi những cái con gà lớn hơn người ta nuôi trong vòng quá 6 tuần lễ đó thì người ta có thể đem ra để mà bán cho thị trường. Thành ra năm nay cái số lượng gà giảm thì giá gà nó sẽ tăng lên chút xíu nhưng mà người ta nói rằng giá gà tăng không phải là do virus không mà một phần là do càng ngày những người dân Hoa Kỳ và những người khác người ta thường thay thế gà Tây bằng những cái loại thịt khác trong những cái ngày lễ tạ ơn. Thí dụ như thường mỗi năm á người ta thường nướng nguyên con gà Tây. Ừ. Thì năm nay người ta nước ở à một cái miếng gà tay nhỏ hoặc là người ta chia ra hoặc là người ta có thể sử dụng những cái con heo hoặc là con bò hoặc là những loại thịt khác hem những loại thức ăn khác để dùng trong ngày lễ tạ ơn người ta lại né ra những gà tay nhiều khi người ta ngán quá thưa quý vị và đó là lý do tại sao mà sản lượng gà năm nay nó giảm và giá nó sẽ tăng lên một chút xíu so với cùng kỳ năm ngoái quý vị dũng hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông thư thương mại bảo trợ cho cà phê sáng